Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình của XDS, mang theo cái model là XDS Kaline 700. Như các bác chơi xe thì cũng đã biết được là cái dòng XDS này nó rất là nổi tiếng đến về những cái chiếc xe đạp mang cấu hình cao và những cái mức giá rất là hợp lý. Thì hôm nay giới thiệu các bác chiếc xe này chỉ có là 10.500.000 mà các bác được trang bị full một bộ chuyển động của Shimano Dioji, bánh 27,5 giảm sóc hơi, đồ là nguyên bản chính hãng, rất là ngon trong cái tầm giá 10.500.000 có sóc hơi và full đồ Shimano Dioji sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, do là đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là trên xe nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi, giảm sóc hơi nguyên bản theo xe. Được chạy full bộ chuyển động Shimano Dioji 10 tầng lít 3 tầng đĩa, tầng đĩa trục rỗng, cũng là chính hãng của XDS. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ bấm chuyển số của Shimano Dioji, phanh dầu Shimano, có khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Vành bánh của nguyên bản của XDS 27,5 inch. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Và chiếc xe phù hợp với bác từ khoảng mét 64-65 đến 74-75, đi là phù hợp. Xe có 30 tốc độ, 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Điểm số của chiếc xe này rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán với em mức giá là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.